Chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với phần mềm WeSwing Web Builder. Hôm nay tôi tiếp tục với chủ đề là tạo form đăng ký và tạo form đăng nhập. Với form đăng ký thì ta đã học ở bài trước. Ở đây chúng ta chỉ cần viết cho nó một đoạn là success nếu như mà đăng nhập thành công. Ở đây chúng ta chọn là phần đăng nhập thành công. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn phần cho nó. Ta sẽ chọn nhé. Ở đây các bạn chỉ cần là destination page là sẽ thành công sang bên đó, đúng không? Chúng ta sẽ chọn ở đây. Đấy, tên đầy đủ rồi. Ở đây chúng ta sẽ báo lỗi này. Cái này chúng ta sẽ nói là tên đầy đủ không đúng. Rồi. Mật khẩu không đúng. Kiểm tra lại. Cái mật khẩu không hợp lệ đấy. Vui lòng nhập lại. Đấy. Còn đây là tên đầy đủ cũng không đúng, mẫu phải vui lòng nhập lại. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta lại sang phần là đây là phần format đúng không? Thì chúng ta sẽ destination, chúng ta sẽ chọn là tạo một trang khác. Ở đây chúng ta chưa có cái trang. Ok, bây giờ chúng ta ok xuống. Bây giờ ta thêm một trang là đăng nhập. Ở đây ta chọn như sau. Ta chọn new trang. Ta đẩy cái trang này lên trên này. À, ta đánh vào, ta chọn vào đây. Ta chọn đổi tên là đăng nhập. À, đăng nhập đây cùng cấp với thư mục kia. Vậy thì ta sẽ chọn thuộc tính của nó. Ta chọn là PHP. Đó. Rồi, tên trang là đăng nhập. Rồi các thẻ meta vân vân thì các bạn sẽ cho vào sau. Ở đây ta trong phần đăng ký, ta lại chọn lại phần này. Destination trang này, chọn đăng nhập. Đó, ok. Và sau khi ta đăng nhập rồi thì đăng ký rồi thì ta sẽ đăng nhập được. Ở đây chúng ta sẽ cho nó chạy một lần nữa để chúng ta đưa ra một cái, ta chỉ chọn trang gọi là đăng nhập thôi nhá, đăng ký đây. Rồi, vừa xong. Ok, rồi bây giờ ta sang phần đăng nhập. Menu này thì ta chọn xem nào, đăng ký. Đăng ký thì chúng ta có chọn, ta chọn edit, ta chọn select và ta chọn là đăng ký. Đó. Ok rồi, đăng nhập thì chúng ta chọn là đăng nhập. Ok, và chúng ta biết là sau khi đăng nhập thì nó sẽ chuyển hướng trang sang đăng ký, xong nó chuyển sang đăng nhập luôn. Đó. Rồi. Trang index cũng vậy. Index ta cũng cho đăng ký, chúng ta chọn vào đây. Đó. Rồi. Đăng nhập. Ok. Rồi.
Còn những trang này, trang back đằng sau, chúng ta có thể sửa tin rồi quản lý trang home vân vân. Thì cái này do chúng ta tự tạo ra. Việc tiếp theo bây giờ là tôi copy toàn bộ trang đây, trang đăng ký. Tôi copy phần header, phần giữa vân vân. Header, tiêu đề tôi chọn tất. Tôi chọn copy, ấn thế này nhé cho tốt này các bạn. Sang phần đăng nhập, trang trắng, tapet. Nó vào giữa luôn, chuột nó không bị di chuyển. Bây giờ tôi xóa cái form này đi. Xóa form này đi thì cái form này chúng ta thấy là nó là fix đúng không? Và nó chơi chơi nổi. Đấy. Vậy thì tôi sẽ chọn phần tiếp theo là tôi chọn phần login. Login đây. Đấy, ở đây là sign up này. Sign up này. Bây giờ ta vào trong login để kéo vào đây. Đấy. Phần login của trang đây được đưa vào giữa. Các bạn chú ý nhé, các bạn có thể thêm cái gì đấy thì tùy các bạn. Nhưng mà mình chỉ cần thế này thôi. Đấy. Rồi. Phần login ở đây thì ta làm như sau. Các bạn chọn nhấp chuột phải vào đây. Các bạn chọn thuộc tính. Đấy, thuộc tính. Sau đó các bạn sẽ chọn database. Ta chọn phần đây là ta chọn MySQL. Tiếp theo là ta chọn là database. Database ở đây của chúng ta là ta trở về đây ta chạy lại để ta nhìn thấy rõ. Đấy, và tôi chạy xem. Tôi chạy xong rồi. Bây giờ tôi chạy cái phần Navigator. Tôi chọn Navigator chỗ nào. Navicast hoặc là Navicast. Tôi chọn chỗ này của chúng tôi của ta là thực hành đúng không? Hay tôi thực hành. Đấy. Thực hành cũng được. Lúc nãy của chúng ta là cửa hàng. Bây giờ ta thử xem đây sẽ đăng ký đây là cửa hàng hay là thực hành nhé. Vì bài trước bài hôm qua tôi thực hành đúng rồi. Vậy thì phần đăng nhập đấy cũng là thực hành. Ta kéo xuống. Rồi, cái này chúng ta đánh là thực hành. Phần đây là phần đăng nhập. Mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 7 8. Localhost, localhost. Chúng ta phải đánh đúng như thế nhé. Tên bảng của chúng ta đây là admin. Tên bảng là admin. Rồi. Người sử dụng là Thành. Đó. Ta nhấp OK. Rồi bây giờ ta sẽ cho nó chạy cái file này. Cái này là trang trí thôi nhá. Đây là cái lúc tôi thiết kế tôi copy ra thôi. Còn chúng ta không quan trọng điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ chạy public. Đấy. Ta gọi đăng nhập public. Rồi.
Public bây giờ chúng ta sẽ xem trang nguồn như nào. Bây giờ trang code của nó, tôi chạy đây. Bài trước thì chúng ta đã tạo là sign up, tức là tạo một tài khoản. Bài này thì chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản đó. Chúng ta đợi nó chạy đã. Các bạn thân mến, qua các bài học này chúng ta thấy là để mà thiết kế một website chúng ta phải sử dụng rất nhiều loại phần mềm khác nhau để kết hợp để tạo ra công việc chúng ta một cách tốt nhất. Đây là một phần mềm tuyệt vời, nó tích hợp cả front end lẫn back end mà nó đã làm những cái điều là đáng ngạc nhiên. Các bạn thân mến, sau khi mà tôi dạy xong các bài này xong thì tôi muốn dạy chúng ta cách hướng đối tượng. Đấy, hướng đối tượng đây là phần file đăng ký nhé. Đăng ký rồi, bây giờ ta sửa file đăng ký như lúc nãy ta sửa. Thực hành này, success là đăng nhập, đúng rồi, chuẩn luôn, đúng không? Đưa chúng ta luôn, nó chuyển luôn này. Đấy, chỉ có khác là cái mail của chúng ta là chúng ta bịt nó đi. Rồi, heading là success, đúng không? Ok. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy này đây. Thế còn ở dưới đây thì chúng ta thấy là gồm có phần title, có thể meta vân vân. Dưới là jQuery. Trên đây là các menu link để nói về các menu ở bên trái. Đấy. Còn đây là form. Đúng không? Form thì chúng ta nhìn thấy này. Đấy, cái này nó cũng giống như là Eco Dollar Server, gọi là server ấy, và PHP Cell thì bây giờ nó cũng là dạng này. Vì hai dạng nó đều đưa ra chúng ta là trỏ về trang hiện tại, tức là mã nó sẽ chạy sau khi chúng ta post dữ liệu thì nó sẽ trở về đúng trang đó, nếu như mà nó gặp điều kiện đúng thì nó sẽ xử lý phần trên, còn không đúng thì nó lại hiện lại cái trang đó. Xử lý phần trên thì nó chuyển cho chúng ta về về trang successful. Ở đây như bài trước tôi nói rồi, đây là SQLy, SQLy select DB. Phần chèn bảng thì chúng ta nhìn thấy đây, chèn bảng dễ đúng không? Nó chọn xem đúng bảng không thì nó sẽ đưa người mới vào. Đây. Còn nếu người cũ thì nó sẽ thoát, nó sẽ bảo là người đã có rồi. Chúng ta nhìn thấy là insert into tên bảng vân vân. Đấy. Bây giờ ta mở về phần đăng nhập. Đăng nhập ở đây thì các bạn thấy một điều rất là thú vị. Mật khẩu nó vẫn lấy ra là MD5. Thì nó chặn ngay từ cái cổng vào, nó kiểm tra so sánh với cơ sở dữ liệu. Đấy. Vai trò avatar đây là trong cái bảng của nó sinh ra. Chúng ta có thể thay đổi tùy biến. Còn phần select và nó chèn. Nó kiểm tra này, nếu mã password tức là đã được mã hóa rồi mà khác không. Đấy. Thì nó thấy là bằng true. Chu đấy, chu rồi avatar cái này thì chúng ta có thể viết vào. Còn vai trò nếu lỗi thì ra trang lỗi rồi. Và cái hay nữa các bạn nhìn thấy này, nó sẽ đăng ký một section, nếu như là section ID bằng rỗng nó sẽ đăng ký và nó gán section user bằng post user, section full name bằng full name, session role vai trò bằng role vân vân, session period by tức là phần phiên hết hạn của phiên thì nó bằng time hiện tại cộng với session timeout. Đấy, đây là phần cookie. Session để làm gì thì các như chúng anh em chúng ta học PHP rồi chúng ta biết session là dùng để lưu lại các biến qua một phiên làm việc.
phiên làm việc là gì? Ví dụ như là chúng ta mở trình web browser thì chúng ta vào browser chúng ta xem toàn bộ trang web đó. Ta đi lần lượt từ trang này qua trang khác. Ví dụ như chúng ta vào thăm hàng hóa chẳng hạn. Ta từ trang chọn hàng rồi sang trang gì đưa vào giỏ hàng rồi thanh toán. Thì xuyên suốt các trang đó thì nó sẽ có một cái biến section cho người đăng ký vào, và section đó là sẽ báo cho website chúng ta là người đó đang 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 ở trên trình duyệt và nó đang chọn. Khi nào chúng ta đóng hết browser lại, chúng ta thoát về tắt máy thì coi như là chấm dứt phiên làm việc đó. Đấy là cái phần này. Thì cái này thì tôi giải thích như thế các bạn cũng hiểu. Còn user và password bằng cookie là nó dùng để lưu lại các mẩu tin, khi bạn mà làm việc lần sau nó có thể nhớ lại cho chúng ta được cái tiến trình trước mà chúng ta đã vào. Đó, đây là toàn bộ như vậy. Và bây giờ tôi sẽ chạy về trang đăng ký. Rồi. Đăng ký nha. Đăng ký thì xong rồi, và lúc nãy thì tôi đã đăng ký người đầu tiên ấy, chẳng biết tên là gì. Trần Văn Hùng này. Hùng Coi này. Password 1245. Ồ. Người dùng là Hùng Coi, password 12345, email là như này. Vậy bây giờ thì tôi chỉ sửa lại đây, tôi làm tắt. Đăng nhập. Ở video trước ấy. .php. Rồi. Tôi đánh là Hùng Còi. Password là 12345. Đấy. Ồ, rồi bây giờ chúng ta kiểm tra nhé, đăng nhập này. Đấy. Không thấy avatar vòng 30 năm vân vân avatar thì thôi được rồi, bây giờ ta sửa sửa avatar. Ta sửa đây. Avatar bằng null, vai trò bằng null. Đúng không? Vậy thì chúng ta xem nào. Đăng nhập. Đấy, ta bịt chỗ này lại. Đó. Rồi vai trò. Vai trò lúc nào các bạn thêm các bạn sửa. Xem trên này còn gì không? Ok. Giờ tôi chạy lại. Đăng nhập PHP. Đăng nhập. Đấy. Ok rồi. Tức là nó đưa về index và lúc này chúng ta sẽ thấy là nó đã quay trở về cho chúng ta là nó đang ở tồn tại section ở bên trong. Đấy. Section bên trong. Để kiểm tra section thì bây giờ chúng ta có thể
chạy index. Đấy. Rồi file index tôi chạy như sau. Index nhá, các bạn. Index. Rồi. Tôi đưa này xuống. Chọn này. PHP. Section. Task. Ok. Tôi va đâm với session. Này các bạn nhìn nhá. Tôi chạy lại. Đây. Session của chúng ta hiện lên là Hùng Còi Trần Văn Hùng. Đấy. Các bạn thấy không? Nó chạy rất đúng, đúng không? Khi ta nhập vào thì nó đã hiện ra cho chúng ta section là ghi tên Hùng Còi chấm Hùng với mật khẩu 12345. Đó. Đó. Thế là chúng ta đã thấy rằng là khi kiểm tra đăng nhập, chúng ta đã thấy một mảng section được tạo ra. Bài học hôm nay thì tôi kết thúc ở đây vì một số bạn đã nói là bài học không nên dài quá mà chúng ta sẽ tạm làm như vậy. Qua bài học này các bạn đã biết cách là login và đăng ký và thì nhỉ, tạo tài khoản mới và đăng ký, và chúng ta có một section để bảo vệ cái trang web này rồi. Thank you, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi bài học hôm nay, và mình mong muốn là các bạn ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và like cho mình. Cảm ơn toàn thể các bạn. Xin chào thân ái, chúc các bạn một ngày hạnh phúc, một đêm ngủ tuyệt vời, một ngày làm việc hiệu quả.